Hello các bạn, chào các bạn đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Hôm nay thì sáng hôm nay cha mình mua cho mình được mấy ký mì á các bạn, khoai mì củ á các bạn. Cha mình nói là làm cái món khoai mì nướng để ăn các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ vào bếp và làm thử thách là làm lần đầu làm món khoai mì nướng. Các bạn cùng theo dõi mình nha. Đây là mì mà sáng cha mình mua về cho mình nè. Ba củ mà 2 ký mì á các bạn. Củ khoai mì cũng khá là to đấy. Giờ mình sẽ đem vô mình lột vỏ rồi mình mài nhuyễn ra. Mình đã chuẩn bị sẵn một thau nước sạch rồi, bây giờ mình sẽ lột mì và bỏ vô đây ngâm. Không biết mì ngon không nữa. Cắt cả làm đôi. Mì này hơi bị dính rồi các bạn ơi, nó không tróc rồi. Nguy hiểm quá đi. Mình sẽ lột tay luôn. Cái khúc này nó bị hư rồi các bạn, mình phải cắt mình bỏ nè. Đây, mình đã gọt được cái khúc mì đầu tiên. Giờ mình sẽ bỏ vô đây, rồi mình rửa lại sau nữa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lột lần lượt hết 2 củ còn lại luôn. 3 củ mì mà còn có 2 củ rưỡi hả các bạn. Mà mấy củ này nó cũng không nguyên dạng nữa, nó bị hư nữa nè. Cha mình nói mua 2 ký mấy luôn, mà giờ trừ hao rồi đó mà ai về nó còn hư hết nửa củ. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem mình đi mài. Mình sẽ lấy cái đồ nạo dừa của mẹ mình nạo mì luôn. Đây. Rất là nhuyễn luôn nha các bạn. Đây, mì của mình mài xong rồi nè. 3 củ ra được nhiêu đây rồi các bạn ơi. Đó, mình chế nước vô, giờ mình sẽ đem mình bỏ vô bồng để mình dằn, mình tẻ cái nước này ra để mình lấy cái thịt của mì. Đây, đây mình đã chuẩn bị sẵn cái bồng rồi nè. Chế vô đây. Rồi mình đem mình đi dằn. Tay mình rửa sạch rồi nha các bạn. Cho nên mình mới dám làm nè. Đó. Đây, giờ mình sẽ cột lại. Ây da, không được, cột như vậy thì không được. Chưa gì mà nó đã ra nước rồi nè các bạn ơi. Ra quá trời nước luôn. Cái nước mì này các bạn, mình tẻ nước gì đang cho nó ra ba cái nước độc có trong mì nè. Mình ăn nó cũng đỡ bị nóng nữa. À, mình dắt nó cũng ra nữa, nhưng mà giờ mình sẽ đem mình đi dằn. Đây, mì của mình đã dắt hết nước xong luôn rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đổ nguyên liệu của nó vô. Đây, nguyên liệu của mình gồm có, đây là nước cốt dừa nguyên chất luôn nha các bạn. Còn đây là đậu xanh mình đã nấu sẵn rồi nè. Đường, bột mì. Giờ mình sẽ đổ chung vô cái mì hồi nãy mình xay, mình trộn lên. Đầu tiên là mình sẽ chế nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa mình ép xong mình để hồi nãy giờ nó có cái màng ở trên mặt luôn rồi. Đó, mình đã bao tay rồi, giờ mình sẽ trộn đều cái này lên. Mình nhồi xong rồi nè các bạn, giờ mình sẽ bỏ vô đường, mình sẽ bỏ nửa chén này thôi. Rồi mình cũng sẽ trộn đều lên cho đường nó tan ra. Đây thì mình mới bỏ vô một xíu muối, bây giờ mình sẽ bỏ hết cái tô đậu xanh này vô. Nhiều đậu xanh thì nó sẽ béo chứ cũng không có gì nha các bạn. Tùy sở thích mỗi người thôi. Trộn lên. Đậu xanh thì mình cũng đã nấu sẵn luôn rồi. Nấu trước rồi. Bước cuối cùng là mình sẽ cho bột mì vào. Mình cho ít thôi nha, mình cho nhiều quá mình sợ nó cứng các bạn ơi. Cứng quá nó cũng không ngon. Đấy, trộn đều lên. Của mình cũng nhồi xong rồi nè. Đậu xanh nó ra cái màu đẹp quá.
Bây giờ mình sẽ đem đi nướng nha các bạn. Mình sẽ lấy cái lò nướng của mẹ mình nướng. Mình nướng bằng lò nướng điện các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị sẵn cái chảo. Ở trong đây là mình đã lót miếng giấy mình thay dầu rồi nha. Giờ mình sẽ lấy cái này bỏ qua đây, bỏ qua, ném xuống. Mình sẽ làm nhiêu đây, mình sẽ chia thành hai ổ. Em ném xuống cho nó tròn. Đây, lò mình bắt hồi nãy giờ cũng đã nóng rồi, giờ mình sẽ bỏ vô. Bỏ ra, thì nó nóng. Bỏ vô, thì mình nướng một lần một ổ thôi. Để nắp lại, chờ thôi. Ây, mình nướng nãy giờ cuối cùng thì nó cũng đã vàng. Mở ra. Wow, nóng quá. Ây, rồi giờ mình sẽ lấy ra. Rất là nóng luôn. Mình lấy cái chảo không dính của mẹ mình. Mình tháo cái cán ra để mình nướng nè. À, đẹp quá. Ây, mình làm xong rồi nè các bạn ơi. Mình nướng cũng khá là lâu đó. Nhìn đẹp chưa? Cũng rất là thơm luôn. Giờ mình sẽ đi rủ anh Khoa ăn nha. Sáng giờ mình làm mà anh Khoa ảnh mắc công chuyện, ảnh không có phụ với mình. Giờ mình sẽ đi rủ anh ăn. Đấy, anh đang lột dừa nè các bạn. Đi chợ về xong còn mặc đồ luôn. Anh em làm nè. Ủa làm nào hay vậy? Em làm sáng giờ, sáng giờ anh đi công chuyện em nhà em làm nè. Đúng không vậy? À, thì định rủ ăn cái gì? Đúng rồi, cho hửi thôi nha, hửi miếng rồi. Cái này cái món gì em? Khoai mì nướng á. Sáng cha mua mì cho em về em nướng nè. Lục dừa cho mẹ hả? Ừ. Chợ về cái vô lục dừa luôn. Đang học nghề, mình đang khoái lột thôi chứ khoái rồi chứ. Đây cầm đi, nặng quá. Nặng quá anh ơi, thiệt, nặng thiệt. Ôi trời đất ơi. Nó ập một cái là khỏi ăn luôn, công sức rồi sáng giờ nặng đó. Nặng quá các bạn ơi. Rồi có bàn sẵn ngồi lại ngồi ăn luôn. Cái bàn của cái bàn... cháu nó chơi nó bỏ đây mình chụp luôn. Ăn đây anh. Ờ con phiền đây nó bự rồi kìa. Con phiền của anh Tư đây nó bự rồi kìa, mau quá. Mấy miếng giấy em lót á, mình gỡ nó không ra. Ôi ăn, ai ăn tới đâu gỡ thế. Có công chuyện làm chứ ngồi ăn không buồn. Ăn rồi, cho nhận xét coi ngon không. Béo. Nó, cái lớp mà ấy á, cái lớp gì? Mặt. Lớp mặt, nó giòn. Hơi khô. Nó giòn luôn. Giòn hả? Ừ. Em thấy nó hơi khô. Béo, ngọt vừa ăn. Ủa cái này nó béo là cái gì béo em? Nước cốt dừa. À, có 2 kg mì mà em làm 1,5 trái dừa luôn á. Nhà mẹ là cái gì chứ, đã nói là về Bến Tre là không thể thiếu dừa. Mình làm dừa 1 trái mấy luôn, gần 2 trái dừa. Ủa? Luôn, siêu béo luôn. Là nước cốt á hả? Đúng rồi, nước cốt gặt luôn á, bỏ vô không? Bỏ vô máy á, em ép luôn á, ép rồi, nước rồi. Cốt gặt. Ủa sao nó khô được vậy? Cái này là còn hơi khô á, là phải bỏ vô thêm nữa. Không, nói chung là việc ăn thôi. Hỏi nhiều quá, họ không cho ăn đó bạn ơi. Bài đặt hỏi nhiều vậy chứ các bạn, chứ mạng giờ kêu làm không làm được. Chỉ biết ăn thôi. Biết ăn thôi. Ngon em. Em ăn ơi, em ăn nhanh ăn đi. Bận áo khoác luôn rồi. Mệt. Mệt. Ăn đi, mời các bạn nha. Mời các bạn ăn nha. Công sức từ sáng giờ. Nó chơi chứ em làm hồi trưa giờ á. Ngon em, ăn đụng đi á. Ăn đụng cái này nó giòn 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 giòn. Anh tin giống anh nãy giờ anh suy nghĩ giống cái bánh gì nè. Bánh gì mà nướng tựa như bánh bông lan nè. Nó lạt quá mà anh. Vừa ăn. Vừa hả? Thôi để em ăn ngọt quá em thấy. Tao nó hơi lạt. Nghe rất là béo. Thơm lắm các bạn. Vừa ăn kìa. Có đậu xanh nữa. Đậu xanh nè, bột mì ngang nè. Nước cốt dừa, đặc biệt là phải nó có nước cốt dừa nó mới béo nha. Ở đây. Đó giờ anh ăn không, anh đâu có biết cái món này là hát người ta bán qua ăn thôi. Anh còn không biết đây làm từ khoai mì luôn á. Mì á. Mì em lấy cái máy mà nhậu dừa của mẹ. Em xay luôn. Mài hả? Khỏi mài. Vậy là nhanh. Rồi chứ em làm món em gì? Ngồi phải cạo này. Mì sợi. Ừ. Anh nói tại tên nhà của anh Khoa không có cái đồ mài cho nên mình phải mài tay các bạn. Còn về nhà mẹ mình á, mẹ mình làm bánh á, cho nên là đồ nghề quá trời. Cái gì cũng có hết. Cái từ đó mình cũng làm biến theo. Nhà mình làm bằng máy không? Ăn chút xíu là xong. Phải nói là sống theo
hoàn cảnh hả? Ở tránh xe bột xe bằng tay các bạn. Còn gì đây là máy móc hết. Đây là về đây xe bột mình cũng xe bằng máy luôn. Nhà của Hiền đây là làm bánh. Nói chứ hà là không có các bạn ơi, thì xiên làm bằng mấy kia chứ mà hả, có sẵn đó mà tự nhiên giờ ngồi mài á làm biến. Ngon lắm các bạn. Đậu xanh vô nó béo mà. Cái này anh nghĩ là chỉ có em làm ăn mới béo dữ vậy thôi, chứ ta bán không làm béo dữ gì đâu. Sao lời được. Mình làm xong đầu cổ tê tả luôn rồi. Làm xong chạy ra đây thấy anh về, chạy ra cho ăn luôn. Vừa ăn quá chừng. Mày ăn chừng cơm luôn á. Ăn này lâu đói lắm em. Hôm qua anh ăn cơm dẹp anh cũng nói trừ cơm. Làm cho ăn mấy cái món khỏi tốn cơm luôn. Ăn có cái mặt gỡ được luôn nè. Ngon. Cái này ăn nhanh không được. Nó không nhuyễn. Nó ngon nhưng phải ăn từ từ. À nó ngọt rồi, em nhai từ từ thấy nó ngọt rồi. Ừ. Em nhai nhanh nó đâu ngọt không? Mới không á. Mình mới cắn vô cái đầu tiên thấy nó lạc. Ăn một hồi thấy nó ngọt. Vừa ăn. Chứ ngọt quá ăn ngán lắm các bạn. Béo đậu xanh nữa. Thôi mình ăn một miếng mình ngán luôn rồi các bạn ơi. Mình ăn hết một miếng rưỡi. Các bạn biết sao không? Làm mệt xong ăn hết nổi rồi. Người mà người ta không làm người ta ăn nhiều lắm. Đúng rồi, anh tính nói là các bạn biết sao, tại mình ăn nhiều không, tại mình không có làm. Hai vợ chồng nói chuyện người vốn. Thôi mình ăn cũng xong rồi các bạn ơi. Hai vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Mong các bạn ủng hộ kênh hai vợ chồng mình nha. Các bạn hãy cho mình một like và một chia sẻ. Nhớ bấm đăng ký nữa nha các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.